19. Phẩm công đức sâu xa. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, Đại Bồ Tát phát khởi tâm trước có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hay tâm sau phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu tâm trước phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì khi tâm trước phát khởi, tâm sau chưa phát khởi sẽ không có nghĩa hòa hợp. Nếu tâm sau phát khởi có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì khi tâm sau phát khởi, tâm trước đã diệt nên không có nghĩa hòa hợp. Như vậy, tâm và tâm sở pháp trước sau tiến thối, suy vi, không có nghĩa hòa hợp. Như vậy làm sao có thể tích tụ căn lành được? Nếu các căn lành không thể tích tụ, thì làm sao Bồ Tát viên mãn căn lành có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Như khi đốt đèn, thì ngọn lửa trước cháy tim hay ngọn lửa sau cháy tim? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu, chẳng phải ngọn lửa trước cháy tim cũng không lìa ngọn lửa trước, chẳng phải ngọn lửa sau cháy tim cũng không lìa ngọn lửa sau. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Tim bị cháy không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế gian hiện thấy cái tim thật cháy. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng phải tâm trước phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng chẳng phải lìa tâm trước, chẳng phải tâm sau phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không lìa tâm sau. Nhưng các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo làm cho các căn lành được tăng trưởng viên mãn, có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lý thú duyên khởi sâu xa này, nghĩa là các đại Bồ Tát chẳng phải tâm trước phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không lìa tâm trước, chẳng phải tâm sau phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không lìa tâm sau. Chẳng phải vì các tâm như vậy phát khởi mới có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng phải vì lìa các tâm phát khởi như vậy mới có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng các đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu tâm diệt rồi sanh lại được không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không được, tâm đã diệt rồi không thể sanh lại. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu tâm đã sanh có pháp diệt không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, nếu tâm đã sanh nhất định có pháp diệt. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Tâm có pháp diệt sẽ không diệt chăng? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, tâm có pháp diệt nhất định sẽ diệt. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Tâm không có pháp diệt có thể sanh được không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, tâm không có pháp diệt không có nghĩa có thể sanh được. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Tâm không có pháp sanh là diệt được không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, tâm không có pháp sanh không có nghĩa diệt được. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Tâm không có pháp sanh diệt là sanh diệt được không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, tâm không có pháp sanh diệt không có nghĩa sanh diệt được. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu pháp đã diệt có thể diệt nữa không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, nếu pháp đã diệt không diệt được nữa. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu pháp đã sanh có thể sanh nữa không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, nếu pháp đã sanh không sanh được nữa. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Thật tánh các pháp có sanh diệt không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, thật tánh các pháp không sanh không diệt. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Tâm trụ là như tâm chân như, phải không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, như tâm chân như, tâm trụ cũng vậy. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Nếu tâm trụ như chân như, thì tâm đó là tánh thật tế thường trụ của như chân như, phải không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, tâm đó chẳng phải tánh thật tế thường trụ của như chân như. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Chân như của các pháp là sâu xa vô cùng, phải không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, chân như các pháp vô cùng sâu xa. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Chân như tức là tâm, phải không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không phải. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Lìa chân như có tâm không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông nghĩ sao?
Tâm tức là chân như phải không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Lìa tâm có chân như không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Chân như có thể thấy chân như không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Ông thấy có thật chân như không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào thường thực hành như vậy? Có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn đúng vậy. Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? Tức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? Là hành xứ nào? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? Đều không có hành xứ. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy thì hoàn toàn không thấy có năng hành, sở hành, thời gian hành, nơi chốn hành, vì các pháp hiện hành đều không chuyển vậy. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là hành chỗ nào? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là hành Thám Nghĩa Đế, vì trong ấy tất cả đều không có phân biệt. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với Thám Nghĩa Đế có chấp tướng không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với Thám Nghĩa Đế tuy không chấp tướng nhưng có hành tướng không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không có. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát này đối với Thám Nghĩa Đế là tướng hoại phải không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát này đối với Thắng Nghĩa Đế là tướng từ bỏ phải không? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với Thắng Nghĩa Đế, nếu chẳng phải tướng hoại, cũng chẳng phải tướng từ bỏ, thì làm sao có thể chấm dứt tưởng chấp tướng? Thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ, ta đang có tướng hoại, ta đang có tướng bỏ, chấm dứt tưởng chấp tướng, cũng chẳng tu học đạo chấm dứt tưởng chấp tướng. Đại Bồ Tát nào khi siêng năng tu học Bồ Tát hạnh, tu đạo chấm dứt tưởng, khi ấy tất cả pháp Phật chưa viên mãn, nên bị rơi vào địa vị thanh văn hay độc giác. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng, mặc dù đối với các tướng và tưởng chấp thủ, biết rõ lỗi lầm mà không hoại đoạn, thì được mau chứng vô tướng. Vì sao? Vì chưa được viên mãn tất cả pháp Phật. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bấy giờ Xá Lợi Từ hỏi cụ thọ thiện hiện, Đại Bồ Tát nào ở trong mộng tu ba pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thêm lợi ích? Thiện hiện đáp, Đại Bồ Tát nào lúc thức tu ba pháp môn giải thoát này đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thêm lợi ích, người đó tu trong mộng cũng có thêm lợi ích. Vì sao? Vì Đức Phật dạy mộng và tỉnh không khác nhau. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào đã đạt Bát Nhã Ba La Mật Đa thì lúc thức tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã gọi là an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mà Đại Bồ Tát này trong mộng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng gọi là an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Ba pháp môn giải thoát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể làm tăng thêm lợi ích cũng như vậy. Ý nghĩa khi mộng hoặc khi tỉnh không khuyết giảm. Tôn giả Xá Lợi Từ hỏi thiện hiện, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân ở trong mộng tạo nghiệp thì có tăng ích hoặc tổn giảm không? Thiện hiện đáp, Đức Phật dạy tất cả pháp đều như thấy trong mộng, nếu trong mộng tạo nghiệp không tăng giảm thì khi thức tạo nghiệp cũng không tăng giảm, nhưng các nghiệp đã tạo trong mộng không hơn tăng giảm, phải đến lúc thức nhớ tưởng phân biệt thì nghiệp đã tạo trong mộng mới làm cho nghiệp người đó thành tăng giảm hơn. Như người trong mộng giết mạng người khác rồi sau đến lúc tỉnh giấc mơ, mấy phân biệt nhớ nghĩ, tự vui mừng nên nghiệp ấy càng tăng, nếu vô cùng ăn năn xấu hổ thì nghiệp ấy liền giảm. Tôn giả Xá Lợi Tử nói với thiện hiện, có người khi còn thức giết chết người khác rồi sau đến lúc ở trong mộng,
hoặc tự vui mừng hoặc rất ăn năn, làm cho khi thức nghiệp ấy có tăng giảm không? Thiện hiện đáp, cũng có tăng giảm, nhưng sự tăng giảm đó chẳng bằng khi thức, vì trong tâm đã biết rõ ràng hơn những nghiệp đã tạo. Tôn giả Xá Lợi Từ hỏi Thiện hiện, không có đối tượng thì dầu suy nghĩ, tư, hay nghiệp, hành động đều không sanh được, hoặc có đối tượng thì tư nghiệp mới phát sanh. Vậy còn ở trong mộng, tư nghiệp dựa vào đâu mà sanh? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, hoặc mộng, hoặc tỉnh, mà không có đối tượng thì tư nghiệp không sanh. Cần có đối tượng thì tư nghiệp mới phát sanh. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì quan trọng là cần ở trong pháp thấy, nghe, hiểu, biết, phải có tuệ giác truyền. Do đây phát sanh nhiễm hay phát sanh tịnh, nếu không thấy, nghe, hiểu, biết thì các pháp không có tuệ giác truyền, cũng không nhiễm tịnh. Do đây nên biết hoặc mộng hoặc tỉnh mà có đối tượng thì tư nghiệp mới sanh, còn không có đối tượng thì tư nghiệp không phát sanh. Tôn giả Xá Lợi Tử hỏi Thiện hiện. Đức Phật dạy đối tượng đều lìa tự tánh, như vậy làm sao nói được có đối tượng thì tư nghiệp mới sanh, không đối tượng thì tư nghiệp không phát sanh? Thiện hiện đáp, mặc dầu các tư nghiệp và đối tượng đều lìa tự tánh, nhưng do tự tâm chấp tướng phân biệt, trình bày theo thế tục, nói có đối tượng, do đối tượng này phát sanh các tư nghiệp, như nói vô minh là duyên sanh hành, hành là duyên sanh thức, vân vân, đều do tự tâm chấp tướng phân biệt, nói có đối tượng, nhưng chẳng thật có tánh.